người con gái dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thời thơ ấu, Khánh Ly không được đi học từ sớm vì mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi. Với nghị lực phi thường vượt khó, cô gái dân tộc Mông đã tự học, học ở lớp, học ở trường đời, đến nay đã tốt nghiệp đại học. Đặc biệt, ngay từ nhỏ, Khánh Ly đã đam mê, yêu thích âm nhạc, ca hát, tham gia tích cực và biểu diễn xuất sắc trong phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La. Năm 1992, tại liên hoan hát du toàn quốc, Khánh Ly đã đạt giải huy chương vàng. Năm 1998, đạt giải huy chương bạc liên hoan giọng hát dân ca các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội và đạt nhiều huy chương vàng, bạc, bằng khen, giấy khen trong hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La. Ghi nhận và kịp thời động viên, lưu giữ tiếng hát của giàng Khánh Ly trong phong trào văn nghệ quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La xin giới thiệu với quý vị và các bạn gần xa tiếng hát giàng Khánh Ly.